Ayang to hang ghi ya. Ta lời mà kla pơ mơ pra Yêsu khoa tui ơi Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào nước trời. Thầy còn nói cho anh em biết, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. Nghe nói vậy, các môn đệ vô cùng sửng sốt. Thế thì ai có thể được cứu? Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được. Bây giờ ông Phêrô lên tiếng thưa người: Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì? Đức Giêsu đáp: Thầy bảo thật anh em là những người đã theo Thầy, thì đến thời tái sinh, khi con người ngự tòa vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên 12 tòa mà xét xử 12 chi tộc Israel. Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất vì danh Thầy thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp. Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu. And luôn hẹp khoa giang tiếp nhé. Bình ta một prom bộ đốc. Lơ mà nôn, Giê-xu khoa bây ca bình doanh tuy nhô, xích cao mà chạy ca bình ghi, xa cho prom nam ra ta nát mút âm an đê cha bình ca bê. Cao lại tân ca bình ghi, a xe ca mê lô mút âm an mưa anh ôn bình ra tôi xoay ca từ nhà hàng lại anh ôn lời mà tôi lại Giêsu qua hàng hàng mà nuôi ta lời anh ôn bù tôi xa mơ hàng hoa gia ca thế dâm ta lời bùi lời anh ôn bè rô khai cơ Giêsu qua anh em bình mời tôi ở biết mẹ tôi nghĩ anh ôn là gớt bình mời làm ra mong Giêsu qua lại cho bình nhu xin cao lại mẹ cơ bình ghi bình ghi bình bình bố tôi lẽ cao tao khai bình cao lớp anh em nuôi tôi quay về bình ghi âm ra cộng ơn vời cùng chúa cụ thể mở khắc cơ đi cờ lúc qua cùng người Israel lời bố lùi hi sàng nhu ở trời dân mai âm y âm a a bà bố ra tạm hòa doa cơ âm an cầu bố lùn âm ra sẽ ca hà cờ lúc qua kính thưa cộng đoàn, tiền là tiên là Phật, là sức bật của con người, là cái đà danh vọng, là cái lòng che thân. Vật chất và của cải nó luôn luôn gắn liền với đời sống của con người. Tiếp nối trang tin mừng của ngày hôm qua, khi chàng thanh niên tới hỏi Chúa Giêsu làm gì để được vào nước trời, thì tất cả những điều để vào nước trời Chúa đã nói: bốn điều không được làm và bốn điều phải. Và ngày hôm nay chúng ta nghe xong chúng ta cảm thấy hơi khó hiểu, bởi vì
Chúa Giêsu nói rằng là những người giàu có thì sẽ không được vào nước trời. Khó được vào nước trời. Khó được vào nước trời. Hồi còn bé thích nghe thôi chứ còn chưa lúc đó không có hiểu, là cứ hình dung ra cái con lạc đà với cái lỗ kim. Cái con lạc đà với cái lỗ kim thì nó chênh lệch, không thể nào tưởng tượng được con lạc đà mà chui qua cái lỗ kim may đồ của mấy bà mấy cô. Chúa nói điều đó để cho chúng ta suy nghĩ, và đặc biệt chúng ta lại nhớ đến cái phúc trong bài giảng trên núi: phúc cho ai có tinh thần nghèo khó vì nước trời là của họ. À, hóa ra rằng là Chúa không phải nói là người giàu có khó vào nước trời, nhưng mà Chúa nói rằng là những người nào có tinh thần nghèo khó. Ngày hôm nay giữa cơn đại dịch, chúng ta lại thấy được có nhiều tấm lòng nghèo, nhưng mà nhiều tấm lòng của bao nhiêu con người họ góp lại chưa chắc họ là những người giàu. Ngày hôm qua ông cha Phục ông nói ở trên Gia Lai họ góp đồ để mà chuyển về Bình Dương. Cha Phục thấy dễ thương lắm, có một cái bà đồng bào mang ra một túi gạo chừng 1 ký để đóng góp. Cha nói đó là 2 đồng bạc của bà quá nghèo. Mà đúng như vậy, trong cuộc đời giàu không phải là có tội đâu. Giàu không phải là cái tội, tiền bạc không phải là cái tội, của cải không phải là cái tội. Tội hay không đó là do cái con người ta sử dụng của cải vật chất. Thay vì chỉ có nhu cầu ăn no mặc ấm, nhưng mà ngày hôm nay giữa một cái xã hội phát triển, người ta không còn nghĩ đến cái chuyện ăn no mặc ấm nữa, mà ăn ngon mặc đẹp. Và không chỉ ăn ngon mặc đẹp mà còn sang khoe mẽ. Một chiếc xe khoảng chừng 500-700, 1 tỷ đi được rồi. Nhưng không, với những đại gia họ phải đi chiếc xe 5-10 tỷ. Dĩ nhiên rằng là tiền của họ, họ không có lỗi trong cái chuyện đó, nhưng họ đánh mất đi cái tinh thần nghèo khó. Họ đánh mất đi cái tinh thần mà xung quanh, chắc gì những con người mà đi xe như vậy, gia đình họ không có người nghèo. Họ đã khép lòng với người nghèo ngay trong chính gia đình của họ. Họ đã đánh mất đi cái ý thức về cái thân phận nghèo của họ, mà họ đua đòi, họ bon chen. Bây giờ chúng ta thấy ngày hôm nay trào lưu của giới trẻ nữa, nó chạy theo những cái mẻ bên ngoài, khoe cho mình cái túi xách mấy ngàn đô. Có một người quen nói: cha ơi, con ấy nó đeo cái túi xách mấy ngàn đô á, mà đố bây giờ nó cho được người nghèo đồng nào. Nó có cho thì nó cho đó, nhưng mà nó cho có chút chút. Nghe xong mình cũng thấy vui, bởi vì mình chẳng bao giờ mình dám ngỏ lời, mà mình cũng chẳng đi xin ai. Nhưng mà qua cái hình ảnh đó, chúng ta thấy hình như là khó lòng để lấy tiền của người nghèo, của người giàu cho người nghèo. Hình như là có người nghèo họ mới chặt lòng với người nghèo thôi. Người Kinh nó đã là như vậy. Và chính các cha đang thao thức, các cha đang lo lắng, các cha đang buồn, các cha đang bận tâm, mà hình như đó là cái bế tắc của cái xã hội bây giờ, đặc biệt với Jakarta. Cái văn hóa Jakarta nó đẹp lắm, nó nghèo nhưng mà nó đẹp lắm, nó bình an lắm. Thật sự là có gì ăn đó, không có đòi hỏi, không có yến tiệc như người Kinh. Ai cũng như ai. Nhưng mà rất tiếc, cái văn hóa của người Kinh nó chạy vào trong đồng bào của chúng ta, để rồi chúng ta đánh mất đi cái tinh thần, cái văn hóa đẹp, cái văn hóa nghèo của chúng ta. Cái áo ai cũng giống như ai, cái nhà sàn ai cũng giống như ai, giàu lắm thì có được con trâu con bò nó cày, ai cũng như ai hết. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta thấy một cái thực trạng đau đầu của chuyện giáo dục con cái trong gia đình. Bữa con chép nó nói đi vô làng, nó thấy một chiếc xe win mấy chục triệu, 6-70 triệu chạy. Nó nói trong làng con bây giờ một đứa mua là nhà nào cũng mua, ma ơi. Nhà nào cũng mua, xem chừng bề ngoài làm mừng, nhưng mà là nỗi đau dai dẳng từ năm này qua năm khác. Bởi vì cái con xe đó mua từ đồng tiền của chuyện bán đất, bán nhà, bán cửa, chứ không phải là sức lao động.
Giá như một tháng người ta làm 10 triệu, người ta ăn 5 triệu, người ta để dành đi một năm người ta mua được chiếc xe đó thì cũng không đành, không có vấn đề gì. Trong khi đó cơm không no, ăn không ngon, vậy mà bằng mọi giá chạy đi theo bạn bè. Như vậy là chúng ta nghèo, nhưng mà chúng ta đâu có cái tinh thần nghèo khó. Buồn cười nhất là cái chuyện cái điện thoại. Đôi khi đi chợ thì không có tiền ăn, nhưng mà phải nạp 20.000 internet để vào mạng chơi game, để mà vào lướt mạng. Nó bất công và nó bất hợp lý cái chuyện sử dụng đồng tiền. Bảo là con không có tiền đông gạo ma ơi, con có tiền đi chợ ma ơi, nhà con nghèo lắm ma ơi. Thế nhưng mà 10.000, 20.000 cho Viettel để mà vô TikTok, để mà vô Facebook là nạp ngay. Và chính vì thế, cái chuyện giàu nghèo mà Chúa nói ngày hôm nay khó vào nước trời hay không, đó là do mỗi người chúng ta. Giàu không phải là cái tội, mà nghèo cũng chẳng phải là cái tội đâu. Vấn đề lớn là chúng ta ý thức được chúng ta sử dụng cái của cải mà chúng ta đang có là gì. Chúng ta ý thức được cái thân phận nghèo của chúng ta để chúng ta đừng đua đòi. Ngày hôm nay nếu không mua cho nó chiếc xe là nó về nó uống thuốc tự tử. Nó không uống thuốc trừ sâu nữa, mà là nó uống thuốc diệt cỏ để cho mau chết, để mà nó hù dọa. Nó đánh đổi cái mạng sống của nó với chiếc xe, nó đánh đổi mạng sống của nó với những cái ước muốn gọi là tầm thường. Nó không ý thức đủ chiếc xe đó chẳng là gì trong cuộc sống của nó, mà nó về nó đòi bán đất bán đai để mà mua xe. Cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Nhìn lên chúng ta không bằng ai, nhưng mà nhìn xuống chúng ta thấy may mắn, chúng ta hạnh phúc hơn mọi người. Chúng ta thấy chúng ta còn được hưởng nhiều ơn lắm. Nhưng mà đôi khi chúng ta cũng bị lôi kéo, chúng ta bị cái sự giữ, cái sự gọi là giàu sang phú quý của cuộc đời lôi cuốn chúng ta. Nhìn xuống cái ông già này, không phải khen ổng, đi vô cái nhà ổng để nhìn cái xe ổng cà tàng, để nhìn cái ông nội Maki, cái chiếc xe ổng nó đầu trọc lóc à, bánh xe nó không còn gai. Nhưng mà hễ nhà thờ có chuyện gì là có mặt, hễ có lễ được là đi. Đó là những con người rất là dễ thương. Nghèo đó nhưng mà không có tính toán, nghèo đó nhưng mà không có lo gì hết á. Miễn làm sao là bám với Chúa, sống với Chúa, đó là những con người nghèo mà thật sự dễ thương. Còn có những người chưa chắc rằng là nghèo như mấy ông già này đâu, chưa chắc nghèo hơn nhà Maki đâu, nhưng mà hình như chẳng bao giờ thấy xuất hiện hết á. Họ chẳng bao giờ họ thấy xuất hiện một cái lòng của họ, hình như là họ chẳng còn quan tâm gì đến Chúa. Trong khi đó những người ở xa, những người ở tiếp mù khơi lại thèm khát thánh lễ. Để mà chúng ta thấy qua những cái hình ảnh đó, để chúng ta thấy rằng Chúa vẫn mời gọi chúng ta, chúng ta tự do để chúng ta đáp trả lại. Nghèo thì chưa biết ai nghèo hơn ai, và giàu cũng chưa biết ai giàu hơn ai. Khi nằm xuống thì giàu cũng như nghèo, chẳng mang theo được cái gì cả. Ngày hôm nay Chúa nhắc nhớ chúng ta là cái tinh thần, cái tinh thần, cái tinh thần nó rất quan trọng. Dù chúng ta có đi, nhưng mà chúng ta ý thức được tất cả những gì chúng ta là có đó là của Chúa, thì chúng ta dễ chia sẻ cho người khác. Trong lắng đọng chúng ta cứ nhìn, chúng ta nhìn lại cuộc đời. Khi chúng ta mở mắt, cất tiếng khóc vào đời, chúng ta có mang được cái gì vào cái cuộc đời này đâu. Và khi chúng ta nhắm mắt chào đời để chúng ta ra đi vào cái cõi vĩnh hằng, chúng ta cũng chẳng mang theo được cái gì cả. Xin Chúa cho chúng ta ngày hôm nay với lại tâm tình mà Chúa mời gọi đó, để chúng ta ý thức được tất cả những gì chúng ta đang có, tất cả những gì chúng ta có đây là của Chúa. Và xin cho chúng ta ý thức được những gì mà chúng ta đang có đó, chúng ta sử dụng như thánh ý của Chúa muốn, sử dụng trong tinh thần nghèo khó là biết san sẻ cho người khác. Chúng ta có thể nghèo vật chất, nhưng mà chúng ta vẫn còn đó lời cầu nguyện, chúng ta vẫn còn đó nụ cười trên môi để chúng ta mỉm cười với nhau, chúng ta cầu nguyện cho anh chị em, đặc biệt trong những mùa khó khăn này.